Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh YouTube mới của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Giờ đây cũng là cái kênh YouTube mới, rất mong quý khán giả là người xem kênh đầu tiên like, đăng ký kênh ủng hộ em cho kênh mình đã có độ tương tác để em có thêm động lực và tiếp tục phục vụ quý khán giả. Ngày hôm nay có một cái thông tin rất là sốc muốn chia sẻ cùng quý khán giả xoay quanh câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Và tôi tin chắc rằng quý khán giả sẽ cảm thấy rất là bức xúc khi nghe cái thông tin này. Bây giờ những cái nhân vật mà thời gian qua họ đối lập, họ phản biện bà Nguyễn Phương Hằng đó, bây giờ họ rất là ngông cuồng và có một sự thách thức pháp luật. Kính thưa tất cả quý khán giả, liên quan trong câu chuyện drama của bà Nguyễn Phương Hằng, thì ngày hôm qua em cũng có một cái đoạn video chia sẻ cùng quý khán giả. Trên cái kênh YouTube của ông Lực Gia Trần Đình Thu, là ông đã tuyên bố, ông cầm trong tay là nhiều cái tài liệu, là cái lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng. Và ông nói ông Huỳnh Uy Dũng đã nhiều lần lên cơ quan chức năng làm việc. Cái nội dung làm việc của ông Huỳnh Uy Dũng đó như thế nào thì ông Trần Đình Thu là ông không có nắm. Nhưng mà ông dám khẳng định 99% là ông Dũng lò vôi sẽ bị khởi tố về tội danh là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì khi nghe cái thông tin đó, thực chất là mình nghe mình rất là sốc và mình cảm thấy rất là bức xúc. Tại sao mà tòa án mới trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung hoặc là làm rõ cái vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng, thì ông này ông lên ông chưa dễ trơn là ông khởi tố người ta rồi. Ông cầm đèn chạy trước ô tô như vậy thì cái người khán giả, kể cả cái người theo dõi cái kênh của ông luôn, người ta cũng cảm thấy rất là bức xúc trước cái hành động và trước cái cách phân tích của ông Thu như vậy. Không thể nào mà chúng ta cầm đèn chạy trước ô tô như vậy rồi yêu cầu làm rõ bà Nguyễn Phương Hằng về 155, 156 có hay không là hành vi là vu khống và làm nhục người khác. Thì ông lên đây ông kết tội bà Nguyễn Phương Hằng là ba cái khung ở ba cái hình phạt, là tổng cộng mức án là 19 năm. Tôi thấy ông Thu này đã quý khán giả hầu như là ông xem trời bằng vung thôi. Cái vụ các chiến sĩ cảnh sát á, chặn bắt ma túy ở dưới Long An thôi, rồi ngay sau khi đối tượng mà lao xe vào đó trúng cái người dân đó, thì cơ quan chức năng ta cũng đến thăm hỏi và người ta cũng có hỗ trợ gia đình chứ làm sao mà không có. Mà ông nói cái chiến sĩ công an á, thì đưa vào nghĩa trang, còn người dân thì rất là hẩm hiu. Đây là cái cách phân tích xuyên tạc của ông Lực Gia Trần Đình Thu. Trước đó ông Sĩ cũng là một cái hội chung cảnh tỉnh rồi, mà sao ông Thu này ông không biết sợ và ông có một cái sự ngông cuồng của ông y như là một tên gáo đá vậy đó. Phân tích lập luận thì cà lâm mập mờ không có giống ai, nhưng mà cái luận điệu của ông này á, là mình thấy là hầu như là ông không có tuân thủ pháp luật. Và chắc cái đầu cái não của ông, quý khán giả, chẳng là chắc nó bị suy thái rồi, nó thái quá rồi. Và ông có một cái tư tưởng gì đó ông muốn đi nước ngoài hay sao á, ông Thu nè. Và ngày tiếp theo, ngày hôm nay quý khán giả, là thêm một cái thông tin nữa là ông Thu ông đã tuyên bố cầm nhiều cái tài liệu liên quan đến cái lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng. Và ngày hôm qua đồng loạt đó, cái buổi tối đó, chính ông Lực Gia Trần Đình Thu và cái kênh YouTube Kim Mao TV của Bảy Gà đó đã đưa lên một cái bản lời khai là họ tên của bà Nguyễn Phương Hằng. Ở đây họ không đưa cụ thể lên, không đưa hết cái tấm đó, nhưng mà họ tung ra là cái giấy bà Nguyễn Phương Hằng đã ký tên. Tôi đã đọc và tôi đồng ý nội dung ở trên lời khai là đúng và ghi cái tên, ký tên đó chứ là bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà cái câu hỏi mình đặt ra đó, tại vì sao mà họ lại có những cái thông tin như thế này, mà ai là người cung cấp cái thông tin đó cho họ? Đó có phải là cái bí mật điều tra của cơ quan chức năng hay không? Và Bảy Gà nói á, đọc mấy trăm tấm tài liệu liên quan đến lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng. Ở đâu mà Bảy Gà có mấy trăm tấm tài liệu lời khai của bà Hằng mà để Bảy Gà đọc? Thì tôi cũng rất mong là cơ quan chức năng nghe được những cái đoạn video đó. Live 3-4 tiếng đồng hồ mà chưa được 1.000 người xem nữa, là cho thấy cái tính chất mình á, cái học thức mình không có. Và mình nói chuyện toàn bộ là mình xuyên tạc vô khống không à, không có cái căn cứ. Mà cái lời khai của bà Hằng thì tại sao mà Bảy Gà có cái tấm đó, mà tại sao ông Lực Gia Trần Đình Thu có? Hai người này không có liên quan gì đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng hết. Kim Mao TV thì nằm trong cái danh sách bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Và cũng vì những cái thông tin gò gỉ, những cái thông tin mà được những cái thành phần này chia sẻ rộng rãi như vậy đó, cũng đẩy bà Nguyễn Phương Hằng lên cái đỉnh điểm cao trào. Quý khán giả nhớ đó, trước đó thì đưa cái thông tin bà Nguyễn Phương Hằng thuê hacker đánh sập trang báo VOV. Rồi bây giờ quý khán giả thấy mất tiêu ở trên có còn đâu,
cái thông tin đó giờ mất tiêu hết trơn rồi. Họ đưa ra như vậy, đẩy bà Hằng lên cái đỉnh điểm như vậy, rồi sau đó mất tiêu. Rồi tiếp theo đó là bà Hằng bị cấm xuất cảnh, tạm quản xuất cảnh. Trong khi bà Hằng bà nói đó, bản thân bà chưa có chặn được là cái giấy tạm quản xuất cảnh từ phía cơ quan chức năng. Mà từ đâu đó rất nhiều những cái nhân vật này họ có, họ chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cấm xuất cảnh. Ở đó là cái hành vi là xúc phạm người ta đó. Tại vì bà Hằng là một cái nhân vật và trong cái vụ án là bị người ta tố cáo qua lại đấy, thì bây giờ là bà Hằng bà đang trông chờ vào phía cơ quan chức năng. Nhưng mà bà Hằng chưa có thì cái thông tin đó nó lại gò gỉ ra ngoài ở trên mạng xã hội để đẩy bà Hằng lên cái đỉnh điểm cao trào như vậy. Tôi ở đây tôi không nói cơ quan chức năng, cơ quan chức năng trong quá trình làm việc thì thực chất tôi không biết gì chứ. Nhưng mà tôi phải nói là cái thông tin gò gỉ của một số các kênh YouTuber đó, ở đâu mà họ lại có những cái thông tin đó để họ cung cấp lên trên mạng. Điển hình như là cái cuộc đối chất giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Lan Băm tại cơ quan cảnh sát điều tra đó, công an thành phố Hồ Chí Minh, và có bốn luật sư đến đây là cơ quan chức năng đầu tiên đó. Tôi nói quý khán giả, bất cứ cái vụ án nào cũng vậy, đầu tiên là người ta cho mình thương lượng, gọi là giải hòa với quý đó. Lúc nào cơ quan chức năng cũng vậy, kể cả những cái vụ hôn nhân nè, gia đình nè, những cái vụ tai nạn giao thông nè, hay là những cái vụ gì đó, cơ quan chức năng đầu tiên là người ta cho đôi bên đối chất với nhau, đôi bên thương lượng với nhau trước. Khi nào giải quyết không được đó là người ta mới vào cuộc, là người ta xử lý theo cái chuyên môn chuyên ngành của người ta. Còn bây giờ là cơ quan chức năng đến đây là để là một bên thứ ba là trọng tài, để cho đôi bên cùng đối chất với nhau với tinh thần tuân thủ pháp luật, và đối chất với nhau là mang cái tính chất đó là giải hòa giải quyết. Nhưng mà sau cái buổi đối chất đó, ông Trần Văn Sĩ ông lại có cái đoạn ghi âm ông tung lên trên mạng xã hội. Thì đây là những cái tình tiết này mà đẩy bà Hằng lên cái đỉnh điểm cao trào như vậy. Rồi ngày hôm nay ông Trần Đình Thu á, ông tuyên bố là ông có được những cái bản lời khai và cái kết luận điều tra của bà Hằng đó, ông cũng nói là ông có luôn, ông cũng nói ông có từ lâu rồi. Rồi xong cái lời khai của bà Hằng ông cũng nói ông có luôn. Và Bảy Gà nói đó, Bảy Gà đã đọc mấy trăm trang tài liệu của bà Nguyễn Phương Hằng đó. Ở đó kêu bằng cái gì đó không phải là tài liệu, mà kêu bằng cái đó là cái lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng đó, cái tập tin đó đó. Mà Bảy Gà đó là Bảy Gà đọc được, mà tung hẳn cái giấy đó lên trên mạng luôn, và chụp lại một khúc là cái chỗ bà Nguyễn Phương Hằng bà ký tên đó, rồi đem cái chữ ký của bà Nguyễn Phương Hằng ra để nhục mạ, nói là tám cái hàng rào lưới B40 là bà Hằng bà ngồi tù đó là cũng phải rất là lâu mới về. Tại sao lại như vậy? À, tôi hỏi quý khán giả đó, nếu mà gia đình của mình, người thân bạn bè của mình, hoặc là dòng họ cha mẹ anh chị em ruột thịt trong gia đình của mình mà có gặp rắc rối về vấn đề pháp lý, mà những cái nhân vật mà đối phương bên kia đó, những người mà phản biện mình họ lên trên mạng họ làm như vậy, à, quý khán giả có chịu nổi hay không? Có chịu là ngồi một chỗ hay không? Có đủ những cái tinh thần, à, quý khán giả đủ cái sức mạnh mà để chịu nổi những cái bọn họ công kích như vậy không? Trong công ngoại kích, nhưng mà những cái thông tin tôi không hiểu sao, những cái thông tin gọi là cái bí mật luôn đó. Cái người trong cuộc á, là tôi nói cái người bị hại đó chưa có cầm được cái kết luận điều tra của cơ quan chức năng nữa. Cơ quan chức năng người ta chỉ thông tin thôi. Người ta thông tin là hoàn tất kết luận điều tra vụ án thôi. Là hoàn tất kết luận có nghĩa là vụ án đó đã kết thúc. Phải không? Kết thúc điều tra vụ án thì người ta nhận được thôi. Còn cái tài liệu, cái dữ liệu, cái hồ sơ liên quan cái lời khai và liên quan đến vụ án đó, thì không có trao cho bị hại. Đấy, chỉ tòa án cho luật sư tiếp cận thôi, tiếp cận để chụp những cái tài liệu nghiên cứu, những cái hồ sơ thôi, những cái cáo trạng thôi. Thì luật sư đây có thể là cung cấp, luật sư có thể là gò gỉ tung những cái thông tin này ra ngoài. Đó là ảnh hưởng rất lớn đó. Chưa ra tòa nữa mà có những cái bản lời khai, có cái bản hỏi cung hay có cái này cái kia tung lên trên mạng xã hội vậy chân đó. Đấy, quý khán giả thấy đây là những cái hành vi là tôi là thực chất tôi xem cái thông tin này tôi rất là bức xúc luôn. Đó. Thì tôi chia sẻ lên đây, tôi cũng rất mong quý khán giả có một cái sự đóng góp và đóng góp ý kiến và quý khán giả nhìn nhận cái câu chuyện này là như thế nào, thì chúng ta có thể phản ánh, có thể mà đóng góp ý kiến với cái tinh thần xây dựng. Nhưng tôi khuyên quý khán giả tuyệt đối là chúng ta phải tuân thủ vào pháp luật, vì vụ án này cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra và đang trong cái quá trình nha, chắc chắn rằng thông tin người ta không cung cấp ra ngoài. Còn như vừa rồi tòa án thông tin đó, vì sớm quá luật sư chưa có nghiên cứu được cái hồ sơ, cái cáo trạng, thì chắc có thể một số các luật sư của bị hại họ tiếp cận, họ chụp được những cái tài liệu, những cái hồ sơ, những cái cáo trạng đó, rồi có thể là họ tung ra cho những cái nhân vật này. Đây là cái hành vi là vi phạm pháp luật đó, chứ không phải là giỡn đâu. Trời ơi, trong quá trình cơ quan chức năng ta điều tra đây mà những cái kênh YouTube này họ là cái gì đâu mà họ có được cái thông tin như vậy.
Mà ông Trần Đình Thu á, ổng kết tội quy chụp người ta quá sớm, khi cơ quan chức năng bộ tòa án ta mới nói trả hồ sơ làm rõ là bà Hằng là tội 155, 156, làm rõ cái có hay không. Và ông Dũng á, càng làm rõ vai trò đồng phạm. Chưa gì hết trơn là ông lên kết án người ta rồi, mà người ta là chủ tịch hội đồng quản trị, điều khiển rất nhiều các công ty, mà ông dám nói á, là người ta 99% bị khởi tố, ở bà Hằng ở tù 19 năm. Đó, tôi nói quý khán giả, nếu mà người thân của mình đó, thì quý khán giả có chịu nổi hay không? Đó là cái câu hỏi mà tôi dành cho quý khán giả. Và tôi thấy bảy gà này rất là công cuồng. Nó nói những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng u mê đàn độn. U mê hay không, bây giờ cái kênh YouTube nó không ai xem hết trơn. Đấy, cái kênh YouTube bây giờ lên ăn nói chuyện sao biết giờ không ai xem hết trơn. Đó, con người sống sao mà bây giờ tôi nói quý khán giả xã hội ta tẩy chay hết trơn à. Dư luận không ai nhìn ngó tới cái bộ mặt của mình chứ. Mà nó nói là nó bức xúc bà Nguyễn Phương Hằng đi, tôi đồng ý đi. Nhưng mà hơn một năm nay quý khán giả thấy có còn bà Hằng không? Bà Hằng đâu còn sức kháng cự đâu. Nhưng mà dẫn lên chửi bà Hằng mỗi ngày như vậy, mà nó đã nằm trong cái danh sách bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo rồi đó. Đấy, tôi rất mong là cơ quan chức năng cũng phải nghe được những cái kênh YouTube này. Đấy, thí dụ như là nó tung ra những cái hồ sơ nó liên quan đến cái lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng này. Nó nói một hôm mấy trăm trang lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng nó có, nó đọc rồi. Nó đọc mà nó chóng mặt luôn. Đó, thì ở đâu mà nó có nó đọc, đúng không? Có phải luật sư của các bị hại là gò gỉ cung cấp những cái thông tin này ra ngoài không? Nhà cái thông tin này có được cung cấp ra ngoài hay không? Đó là cái dấu hỏi rất lớn rồi đó, của rất nhiều quý khán giả đang đặt ra đó. Thì thôi, tôi xin phép chia sẻ cùng quý khán giả tới đây nha. Thì do đây cũng là cái kênh YouTube mới, nên rất mong quý khán giả xem like, ủng hộ một like đăng ký kênh nha quý khán giả, để cho cái video mình đã có độ tương tác nha, và để em có thêm cái tinh thần và cái động lực để tiếp tục phục vụ quý khán giả trong câu chuyện của chị Hằng. Và em cũng cố gắng phát triển cho cái kênh này và cố gắng kiềm chế cái lời ăn tiếng nói của mình. Bây giờ thật chắc là rất khó khăn với khán giả nha, mình nói chuyện xê dịch một vài cái lời nói thôi là YouTube nó cảnh báo cái kênh mình liền đó, cho nên nó rất là nguy hiểm ha. Thì thôi, cuối video xin chào và hẹn gặp lại. Xin kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe nha. Bye bye.